cụ Phan Thanh Giảng với đạo quân, sư, phụ. Người dân Nam Kỳ luôn truyền tụng các giai thoại về cụ Phan Thanh Giảng, sinh năm 1796, mất năm 1867. Một trong các giai thoại này còn được chép trong tập sách Vĩnh Long Nhân Vật Chí, một sự tích cụ Phan Thanh Giảng, ngoại sử của tác giả Lê Văn Bền và Nguyễn Văn Dần, in năm 1925 như một biểu tượng của đạo học Nam Kỳ. Cụ Phan Thanh Giảng làm quan đến bậc đại thần, trải thờ ba triều Minh Mạng, Thiệu Trị và Tử Đức, đều được yêu thương. Năm Tử Đức thứ 15 năm 1862, cụ Phan Thanh Giảng phân mệnh hoàng đế vào trong nhậm chức kinh lược ba tỉnh hướng Tây Nam Kỳ là Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên. Khi đến tỉnh Gia Định, cụ ghé lại Gò Vấp để viếng thăm tôn sư là cụ Võ Tiên Sanh. Lúc gần đến chòi tranh của thầy ở, cụ truyền xếp võng điều và lộng lại xuống đi bộ vào bái thăm thầy. Thầy trò gặp gỡ nhau vui mừng không xiết vì cách nhau đã nhiều năm. Hỏi thăm việc hàn huyên xong rồi, cụ bái tạ mà đi Vĩnh Long và dâng lại cho tôn sư hai nén bạc để uống trà. Khi ấy tôn sư đáp lại cho cụ Phan một chục trái bắp. Cụ Phan thọ lãnh món vật của tôn sư cho, bèn bản thân xách lấy bắp, chẳng để cho quân lính cầm. Đoạn đi bộ một đổi xa xa mới truyền sữa võng lộng mà lên lại. Thiệt là người học trò có tư cách và hiếu nghĩa với thầy, rất vẻ vang cho đạo học nhà Nam, rất đúng đắn với câu gặp vận vinh vang thêm toại chí, nhớ thương sư phụ phận con em. Cụ ở với song thân rất nên chí hiếu. Coi bài thơ sau này cụ gửi về cụ bà, trong ấy có câu: ơn nước nợ trai đành nổi phận, cha già nhà khó cậy nhau cùng, thì thiệt là người làm con rất phải đạo. Xem đó thì biết cụ Phan Thanh Giảng ăn ở đúng mực làm tôi, làm trò, làm con, hợp với đạo phải là quân, sư, phụ vậy. Cho nên, làm người cũng phải tập rèn tánh hạnh cho có tư cách, hiếu nghĩa trung tín mà ăn ở với đời. Các bạn thanh niên tân học ta nên xem gương quý báu trên này, ấy mới thật là người hoàn toàn phẩm hạnh vậy. Trích Vĩnh Long Nhân Vật Chí, Lê Văn Bền và Nguyễn Văn Dần, năm 1925. Từ trithucvn.org, video được thực hiện bởi kênh Bí ẩn Sử Việt. Mời quý vị và các bạn đăng ký kênh, nhấn chuông nhận thông báo để đón xem những câu chuyện tiếp theo. Lịch sử bao giờ cũng ẩn chứa những bí mật, những sự thật mà không phải ai cũng có thể hiểu hết được. Hãy cùng lắng nghe những bản hùng ca bi tráng, những câu chuyện lịch sử chưa từng kể, cùng Bí ẩn Sử Việt khám phá những bí ẩn để suy nghĩ sâu sắc hơn về lịch sử và thêm phần vun đắp niềm tự hào dân tộc. Đăng ký kênh Bí ẩn Sử Việt để đón xem clip mỗi tuần.